người sáng lập Cốc Cốc gọi trình duyệt của mình là trình duyệt tối ưu cho người Việt. Cốc Cốc cũng là một công ty Việt, khởi nghiệp từ những con người Việt, với nguồn lực đầu tư từ nước ngoài. Theo thống kê, tính đến tháng 10 năm 2014, trình duyệt Cốc Cốc có 13 triệu người dùng hàng ngày, đứng thứ 2 Việt Nam chỉ sau Google. Sau một năm ra mắt, cái thị phần của trình duyệt Cốc Cốc vượt qua thị phần trình duyệt của Internet Explorer, Safari, và mới đây thôi thì chúng tôi vượt qua cả Firefox. Trình duyệt của Cốc Cốc đứng ở giữa Google Chrome và Firefox, nó đâu đấy là 20%. Cốc Cốc có nhiều tiện dụng hợp với người Việt. Với Cốc Cốc, bạn có thể truy cập Facebook thoải mái với mọi nhà mạng mà không cần chỉnh sửa DNS, host hay các phần mềm hỗ trợ. Khi gõ văn bản không dấu, Cốc Cốc sẽ tự động thêm dấu cho bạn, độ chính xác tới 99%. Nếu bạn đang xem một trang tiếng Anh mà cần tra từ điển, chỉ cần click nút lên từ cần tra để xem nghĩa và cách đọc. Cốc Cốc còn có thể giúp bạn giải toán, giải hóa. Mới đây, Hubert Buda Media, một công ty truyền thông toàn cầu của Đức, công bố đầu tư 14 triệu đô la Mỹ cho Cốc Cốc. Nếu Cốc Cốc có thể thành công tại Việt Nam, thì họ hoàn toàn có thể thành công tại các quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về cơ bản, nếu bạn tập trung được một đội ngũ kỹ sư có chất lượng toàn cầu để phục vụ cho người dùng tại địa phương như Cốc Cốc đã làm, thì bạn chắc chắn có thể đánh bại được các công ty toàn cầu, nhưng không chú trọng tới thị trường địa phương. Vâng, xin thay mặt cho hàng chục triệu người đang sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, xin được chào đón bạn Lê Văn Thanh, một trong những thành viên sáng lập ra Cốc Cốc có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Tôi đã, cũng như là quý vị khán giả đã thấy một thành viên phát biểu rồi, và bạn nữa, nhưng mà nhóm sáng lập là gồm có 3 người đúng không? Vâng ạ, nhóm của chúng em từ cái khi mà có cái ý tưởng xây dựng cái trình duyệt và máy tìm kiếm Cốc Cốc là có 3 người cùng học ở trường đại học tổng hợp Moscow. Ba chàng trai mà sau chỉ khoảng 2 năm thôi đã đưa một cái trình duyệt từ chỗ là không có tên tuổi gì để lọt vào top 3 cái trình duyệt được dùng nhiều nhất ở Việt Nam, vượt qua cả Firefox, vượt qua cả Internet Explorer, thì thực sự là một cái thành công rất là ngoạn mục mục. Có bao giờ bạn đúc rút lại một cách ngắn gọn là điều gì đã giúp mình thành công như thế? Theo cái suy nghĩ của bản thân em thì có 3 cái lý do chính. Lý do thứ nhất là mình đã dám nghĩ, dám làm. Mình khi mà mình là mới là sinh viên thôi, mình chưa có nhiều kinh nghiệm trên thực tế, nhưng mà mình đã thấy rằng cái ý tưởng của mình tương đối hay và tương đối quan trọng đối với đất nước, đối với người dùng Việt Nam, thì mình đã quyết tâm theo đuổi xây dựng cái ý tưởng đấy. Thứ hai là Cốc Cốc đã xây dựng được cái đội ngũ kỹ sư nhân sự chất lượng cao, đạt chuẩn thế giới. Đấy cũng là một cái lý do mà Cốc Cốc có thể phát triển thành công 2 cái sản phẩm tương đối khó trên thế giới là máy tìm kiếm và trình duyệt. Và lý do thứ 3 là Cốc Cốc đã lựa chọn được những cái tính năng phù hợp với người Việt Nam. Đấy cũng là một cái lý do quan trọng mà khi mà một cái sản phẩm như trình duyệt Cốc Cốc, khi mà thị trường đã có nhiều cái trình duyệt phổ biến khác mà Cốc Cốc vẫn giành được sự yêu thích của người dùng. Tôi nghĩ là một cái lý do rất là quan trọng là các bạn đã tạo ra một sản phẩm mà rất phù hợp cho người Việt dùng tiếng Việt. Nhưng hôm nay tôi muốn hỏi bạn một cái ý mà tôi ấn tượng, đó là như bạn nói là các bạn có một đội ngũ kỹ sư trình độ rất là cao, và tôi được biết là các bạn đã tìm được những cái nhân tài mà đã từng làm ở những công ty lớn như là Google rồi Intel, rồi tốt nghiệp những cái trường đại học danh tiếng như là Cambridge chẳng hạn, hay là Stanford. Thế thì làm thế nào để bạn có thể lôi kéo được đội ngũ đó về với mình? Em xin phép nói một chút về cái thời điểm mà khi mà Cốc Cốc chưa tạo được cái tiếng vang này trên thị trường Việt Nam, thì khi đấy thực sự để mời những cái bạn mà có trình độ ở Việt Nam về làm cùng ấy, rất là khó, bởi vì bản thân mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, mà công ty Cốc Cốc thì cũng mới thành lập, chưa có tên tuổi gì. Thì khi đấy thì anh em ở Cốc Cốc mới liên lạc với các thầy cô giáo, những người dạy ở các trường chuyên, thì có mời được các cái bạn sinh viên. Lúc đấy thì Cốc Cốc mới chỉ tập trung vào các bạn sinh viên thôi, nhờ những người có năng khiếu về công nghệ thông tin về làm cùng, và rồi là mời các cái bạn đã cũng có cái giải cao về công nghệ thông tin, những cái người mà mình chia sẻ cái ý tưởng của mình là xây dựng một cái sản phẩm hay cho đất nước. Nhưng mà có phải trả lương cao không? Dạ, hoàn toàn là lúc đầu thì chưa phải trả lương cao. Sau đó là khi mà Cốc Cốc bắt đầu tạo ra sản phẩm và có những cái lượng người dùng nhất định thì
thì khi đấy thì cái việc mời các chuyên gia dễ dàng hơn. Nhưng mà rõ ràng để lôi kéo các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về làm việc ở một cái môi trường như Việt Nam thì bản thân doanh nghiệp Cốc Cốc cũng phải tự tạo ra một cái môi trường sống, môi trường làm việc, những cái sự hấp dẫn về văn hóa Việt Nam. Và ngay cả cái việc mà các chuyên gia được về tham gia phát triển một cái dự án từ con số 0 cũng là một cái điều rất thú vị đối với những cái chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực máy tìm kiếm và trình duyệt trên thế giới. Vâng, tôi ước gì là mình có thể có nhiều thời gian hơn để hỏi nhiều hơn, có biết bao điều muốn hỏi các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là có một điều rất là quan trọng, khi mà chúng tôi giới thiệu là hôm nay bạn sẽ là khách mời của chương trình thì có rất nhiều khán giả trên trang fanpage của Cuộc Sống Thường Ngày đã chia sẻ rằng là chúng tôi chọn Cốc Cốc và dùng Cốc Cốc bởi vì đây là hàng Việt Nam của người Việt Nam. Vì thế mà tôi nghĩ rằng các bạn có cái cơ hội thành công rất là lớn, không chỉ là bởi vì các bạn tài năng mà các bạn còn được ủng hộ nữa. Và điều quan trọng là các bạn còn rất là trẻ, còn rất nhiều thời gian để mơ ước và thực hiện mơ ước của mình.